Mỗi năm mà Đám dỗ ông bà cha mẹ Người thân Đó là Chỗ tưởng nhớ đến hỏi vậy Mà là chỗ tổ tưởng nhớ Thì chúng ta phải gỡ họ Một cái gì đó Mà họ dùng được Lợi ích được cho họ Mới là thật sự tưởng nhớ Xác thực Chứ không phải là mâm cao cổ đầy Không phải là sát sanh hại vật Không phải là nhậu nhẹt Cụng ly rầm rầm Hát ca phải Tất cả những sự tưởng nhớ này Chỉ là hình thức bên ngoài Nếu như mà họ chưa siêu thoát Thì họ càng buồn thê thảm Sát sanh hại vật ngay ngày đám dỗ Thì họ càng khổ đau sự tưởng nhớ và gỡ đến cho họ điều này nó không có một kết quả gì mà còn hại họ nữa nên trong nhà phật dạy rất là hay ngài đám dỗ là ngày mình tưởng nhớ đến người thân của mình mình thương họ mình muốn giúp họ được siêu thoát mình muốn gỡ cái mà họ nhận được bằng cách nào ngày đám dỗ của người thân quý vị ăn chay đãi đồ chay phóng sanh quý vị rủ người niệm phật vì đặt máy nghe pháp ví dụ những chiếc máy nghe pháp này nghe ngày đám dỗ đi vì đặt đặt vì tặng cho người, mọi người khi đến dự ngày đám dỗ giới thiệu cho người ta cái sự lợi ích của máy nghe pháp này hoặc là chiếc đèn bông sen để bằng thờ ngay ngày đám dỗ bị tặng cho người ý quý vị là để tu phước duyên hoặc là chiếc máy niệm phật này tặng cho anh ta ngay ngày đó là ngày mình là con cháu hoặc là người thân trong gia đình chúng ta muốn gỡ những cái việc làm tốt việc thiện đến cho người thân của mình mà hưởng được để bồi gốc phước đức cho chính người còn sống và giúp đỡ cho người chết được lợi ích thì những điều như đức nhắc nhở đây là thù thắng nhất dựa vào những ngày tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên mà chúng ta nên làm điều đó nên làm điều đó hoặc là ngày đám dỗ của ông bà cha mẹ mình dù nó không ngay ngày chủ nhật nhưng mà mình nằm trong cái một tuần đó mình lấy ngày chủ nhật mình đi đến chùa này mình cộng tu ngày chủ nhật hoặc ngày thứ bảy chủ nhật luôn bây giờ là có thêm thứ bảy cộng tu ở bên chùa mới và chủ nhật luôn ở bên Hậu pháp Mình tu cùng với đại chúng Mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình phóng sanh Mình cũng như thực Mình đem công đức mình hồi hướng cho ông bà tổ tiên Cho người thân của mình Thì cực kỳ thù thắng Còn mình tổ chức tại nhà mình Thì mình làm đồ chai, đừng nên sát sanh hại vật Ấn tổ nghe nói rằng Mỗi năm mà mình sát sanh hại vật Mình làm đám dỗ để mình gỡ Xuống thì giống như là Họ đã té giếng mà mình lấy đá liền theo nó không có một lợi ích gì hết nha quý vị. Có khi lúc ông bà cha mẹ mình còn sống rất nghèo khổ Có khi cái gì cũng muốn để lại cho con cháu Khi chết đi thì đỏ lạc là gì Lúc kiếm tiền Tạo nhiều nghiệp chứ Khi chết thì đỏ lạc Lúc còn sống thì có khi ăn không dám ăn ngon Nhưng bây giờ tới đám dỗ thì mâm cao cổ đầy làm rất nhiều đồ ăn ngon nhưng toàn là mình rủ bạn bè mọi người đến ăn nhậu Sát sanh hại vật Cụng ly nhậu nhẹt Người thế gian không hiểu nó rằng Ông bà thật là có phước Có có phước rồi hiếu thảo Nên ngày đám dỗ của ông bà cha mẹ làm lớn linh đình Có những người thế gian cũng có tâm hiếu Nhưng mà lại không hiểu chữ hiếu Nghĩ là ngày đám dỗ đó là cha mình, ông bà mình thà thèm ăn món ăn đó Cực lực làm kiếm tiền, dù nghèo cũng kiếm tiền để mua được món ăn Con gà hay mua được cái món gì đó Để cúng cho ông bà tổ tiên mình Người thế gian không hiểu Tưởng đâu việc làm đó là hiếu Cái tâm tưởng nhớ đó, thật sự mà nói Nó chỉ có tâm mà nó không có được lợi ích nên cái việc mà những đức khuyên quý vị Ý nghĩa của ngày đám dỗ Là phải làm gì đó Để cho ông bà tổ tiên của mình Được siêu thoát, được lợi ích Là từ nơi những cái công đức Phước duyên làm thiện Hoặc là mua gạo để cho người nghèo Hoặc là máy nghe pháp, máy niệm Phật đèn bông sen Để tặng cho người đi đến dự cái đám dỗ Hoặc là quý vị Tặng gạo cho những bà con nghèo Xong mới bị kèm theo mỗi người thêm một chiếc máy Nghe Pháp V52 này Vì chỉ dẫn người ta vì nêu lên sự việc Nếu như quý vị bây giờ mạng truyền thông phát triển Chỉ cần một chiếc điện thoại thì trực tiếp cũng được Hôm nay là ngày đám dỗ của ông bà cha mẹ tôi Tôi là một bạn làm con Bây giờ tôi nghe đạo tôi hiểu rồi Mấy năm trước tôi thường cứ sát sanh hại vọt Ngay ngày đám dỗ của ông bà tổ tiên người thân của tôi Làm linh đình ăn nhậu Nhưng bây giờ tôi nghe Phật Pháp tôi hiểu rồi Bây giờ tôi làm là đồ chai, đại chai, mọi người đến đều ăn chay và tôi mua gạo tặng cho những bà con hữu duyên và thêm một chiếc máy nghe pháp tôi quay lên công đoạn này tôi đưa lên cho nhiều người được coi để nhiều người làm việc này đó là lợi mình mà lợi người làm đi đem tất cả cái công đức phước duyên này mình nguyện hồi hướng cầu an cho người còn sống cầu siêu cho người đã chết thì việc làm này của quý vị là gia đạo đang thịnh vượng và con cháu nhìn đó mà làm theo cho quý vị nên mình làm sao cho ông bà cha mẹ người thân mình Thì con cháu nó làm cho mình Iran vậy luôn Còn nếu như mình sát sanh hại vật Ăn nhậu bê tha Thì con cháu mình làm Iran cái việc đó của mình làm luôn Giọt nước trước nhiễu làm sao Thì giọt nước sau nhiễu làm gì vậy Nhớ Đây là những người đủ duyên lắm quý vị à Khi nghe rồi nên nhận thức đi Nên những đức thường nói rằng Bây giờ mình ăn nhậu ngày nào Tránh đi cái ngày đám dỗ của ông bà tổ tiên Nên những đức nghe nói năm nay Vỗ tổ Hùng Dương Nghỉ được 5 ngày Nên những đức muốn Tổ chức 4 ngày cho quý vị được về chùa Vì một ngày cho quý vị được ở nhà Hoặc là mình sắp xếp công việc gì đó 4 ngày mình được đi về chùa Để mình được tu học Để mình tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà Mình tưởng nhớ tới tổ tiên ông bà là mình cũng đang tưởng nhớ đến Cha mẹ người thân của mình Hoặc tổ tiên ông bà của mình Tuy là nói là dỗ tổ hùng dương Nhưng mà chúng ta dựa vào ngày này Để làm ngày dỗ cho tất cả tổ tiên ông bà gia đạo của mình luôn Đó là nghe Pháp niệm Phật phóng sanh cũng đi thực Đem cái tâm đạo đức phước duyên tu phước tu duyên này Để hồi hướng cho tổ tiên nhiều người học phật của chúng ta cùng làm việc này để hồi hướng cho tổ tiên mình hồi hướng cho vua hùng có công dựng nước và từng đời từng đời từng đời những người anh hùng giữ đất nước cho chúng ta được bình yên chúng ta là người con phật cũng là một công dân của một đất nước này chúng ta đều phải có một cái tâm làm những việc mà bản thân mình biết và hiểu và làm như người học phật chúng ta làm điều này những đức tổ chức khóa tu cho quý vị về để tu Để mỗi một con người chúng ta Đem cái công đức này hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình Cầu siêu cho ông bà tổ tiên chúng ta Nên tất cả hàng vật tử khắp nơi nơi chúng ta tập trung về Chúng ta Làm việc công đức phước duyên Để hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình Ngay những ngày nghỉ lễ được 5 ngày Quá đặc biệt quý vị Nhưng Đức nói quý vị đi chỗ này đi chỗ kia chơi Làm sao quý vị dẫn cả nhà Quý vị đi đến đây để cùng tu Nghe Pháp niệm Phật phóng sanh Mỗi ngày lên chánh điện tu Để hồi hướng Cho ông bà tổ tiên của mình Tuy nói là hồi hướng cho ông bà tổ tiên Chứ thật sự người còn sống Là được lợi ích lớn nhất Đây gọi là bồi gốc đó quý vị Bồi gốc rất thù thắng nên nhiều vị Phật tử Bây giờ người ta cũng chỉ dẫn Từng gia đạo mỗi năm tới ngày đám dỗ làm đồ chai Và người ta còn đi đến nhà đó để cùng niệm Phật lễ Phật Hướng dẫn gia đình đó Quý vị đem những bài chia sẻ ngắn này quý vị cho người ta nghe Để tất cả con cháu biết được rằng cái việc làm của mình Là mình phải hiểu Việc làm lợi ích cho ông bà tổ tiên của mình Mình phải làm cho đúng nên khi Đức Phật còn tại thế Cùng với tôn giả A Nan đi nguyên một đoạn đi khắc thực Gặp những sự việc Tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Phật Đầu tiên thì gặp Một nhóm quỷ khóc la kêu gào Đi một chút thì gặp một nhóm quỷ thì cười hát vui vẻ Tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Thế Tôn Duyên cớ gì mà hai nhóm quỷ đó như vậy thì Đức Phật nói rằng cái nhóm quỷ mà khóc lóc kêu gào thảm thiết kia đó là con cháu của họ Mọi năm sát sanh hại vật ngay ngày đám dỗ. Và con cháu không biết tu nhân tính đức gì hết. Làm những việc mê tín không có lợi ích. Sát sanh hại vật, đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà cửa. Năm nào cũng xả suốt nên bản thân của họ đọa vào quỷ đạo không có ngày được ra Sự khổ đau đó cùng cực họ thê thảm Nên họ chỉ có khóc lóc kêu gào thảm thiết Còn cái nhóm quỷ mà kêu hát ca vui vẻ Mừng rỡ kia là con cháu biết tu nhân tích đức Biết niệm Phật ăn chay phóng sanh Ngay ngày đám dỗ hay mỗi ngày đều tu hành hồi hướng tới ngày đám dỗ đều là cúng chay làm việc thiện việc tốt rủ người về niệm phật lễ phật để hồi hướng nên ông bà tổ tiên sắp sửa siêu thoát nên mừng vui vô cùng khi thoát đi được cái cảnh giới quỷ đạo khổ đạo đức phật ngài dạy rất rõ ràng là một thông điệp để lại cho tất cả chúng ta nên làm việc gì đó lợi ích cho ông bà tổ tiên của mình xác thực nhất Quý vị nhớ Quý vị có tổ chức đám dỗ lớn cỡ nào Rình rang cỡ nào Nhưng sát sanh hại vật Thì là cái việc không có được lợi ích gì Cho ông bà tổ tiên chúng ta hết Mà chính bản thân quý vị còn sống cũng không được lợi ích Chỉ được lợi ích là ăn ngon miệng lúc đó Và nhậu nhạt Quý vị thấy có khi Anh em bạn bè gặp nhau Trong một cái đám tiệc đám dỗ Ăn nhậu nhậu một chút rồi quýnh lộn Có không? Có nên cái việc mà mỗi năm để tập trung lại Để mà ăn nhậu Để sát sanh Thì đây là hoàn toàn tạo nghiệp Cho mình và cho ông bà Tổ tiên luôn Vì do tại ngay ngày đám dỗ của ông bà Tổ tiên Mà quý vị đi sát sanh hại vật Nên nó tổn luôn ông bà Tổ tiên Và bản thân mình cũng tổn Nên những đức nói ý nghĩa của ngày đám dỗ Ông bà Tổ tiên là ngày làm chay Cũng chai đãi chay còn phải phóng sanh tụng kinh niệm phật hồi hướng làm những việc thiện việc tốt gạo đồ cho người nghèo khổ để đem cái việc tốt đẹp này mới gỡ đến cho ông bà tổ tiên mình thì ông bà tổ tiên mình mới được lợi ích rất là lớn chắc người ta trong mỗi năm đám dỗ luôn đó quý vị vì sao vì mỗi năm đám dỗ bị hồi hướng dù cho ông bà tổ tiên mình có siêu thoát rồi nhưng mỗi năm mình làm như vậy thì ông bà tổ tiên mình có sanh đến một cái quốc độ nào cũng càng ngày càng tốt 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 chân thật mà làm việc này đi quý vị thế nào phật tử bởi vì tổ chức từng nhóm người mà gia đình đám dỗ này kia quý vị đi đến quý vị chỉ dẫn người ta tu đưa lên công đoạn này cho anh ta nghe nghe rồi xong niệm phật lễ phật tu cái đặc biệt vô cùng là quý vị chỉ người ta đặt thêm máy nghe pháp ngay ngày đám dỗ dạy người ta một cái pháp tu quý bị là trưởng ban quý vị dẫn dắt chỉ người ta đơn giản dễ nhất và thêm máy niệm phật được bị chỉ trong gia đạo đó chỉ dẫn họ mà gia đạo họ phải bỏ tiền ra để đặt máy nghe pháp tặng người phải chỉ họ như vậy đó có công thì có quả mình chỉ là người chỉ dẫn thôi hiểu không Quý vị làm được điều đó Một gia đình nhiều gia đình thấy Một gia đình mà làm như vậy Thì nhiều gia đình thấy Nhiều gia đình làm theo Biết rồi mai mốt tự làm đi Ban đầu mình chỉ là người chỉ dẫn thôi nha Sau này gia đạo tự làm đi Dù là dạy ba người cũng tự làm đi Ngay ngày đám dỗ của ông bà tổ tiên mình Tự mình làm đi Người ta đến được bao nhiêu ngồi đi Phật một chút dùm Đại ăn đồ chay tặng quà bằng máy nghe pháp Việc làm này quý vị là việc làm đặc biệt thù thắng Lỡ mình lỡ người Gia đạo thịnh vượng Từ nên những hành động làm này Phước duyên dày thì gia đạo thịnh vượng Nhớ nghe Phước duyên dày thì gia đạo thịnh vượng Chân thật làm đi quý vị Đây gọi là ý nghĩa của ngày đám dỗ Mỗi một người chúng ta được nghe rồi đó Nên đem công đoạn này đi phổ biến rộng ra để nhiều người nghe đạo Nhiều người biết cách làm Để lợi ích cho ông bà tổ tiên quý vị nhớ Đối với ông bà tổ tiên mà mình làm điều này Là mình đang bòi cái gốc để con người mình được thành đạt Còn đối với ông bà cha mẹ Bệnh đau là phải dạy cho niệm Phật Để máy niệm Phật Xuyên suốt bên cạnh cái điều hộ niệm Nhớ Xuyên suốt để bên cạnh cái điều hộ niệm Đó Đúng cái điều niệm Phật này nha quý vị Những đức niệm Đã câu Phật. Câu sao niệm Cứ dạy cho người thân mình niệm Rồi khi yếu gần mắt là mình là con cháu tập trung lại tiếp tục niệm Phật Cho ông bà cha mẹ Ông bà cha mẹ sắp sửa mắt Chúng ta tiếp tục niệm Phật Ông bà cha mẹ mắt luôn mình tiếp tục niệm Phật Ít gì cũng 12 tiếng không được động đậy vào cơ thể Nhớ nghe Tại vì mỗi một con người khi chết là linh thức người ta chưa đi ra hết Mình đụng vào họ rất đau đớn Họ nổi xăng lên là họ đỏ liền Ít gì cũng là 12 tiếng Chùa mình là 24 tiếng không được động đậy Ngồi cách ra xa ra khoảng Một thứ thứ hai Xung quanh đó để niệm Phật Không được ngồi sát vào áp vào người họ Không được Chứ đừng nói chi mà động đại Nên có nhiều người người ta không hiểu Người ta chỉ nghĩ cho người ta thôi Ông bà cha mẹ người thắng vừa mới mất Tưởng đâu là thương yêu dữ lắm Nhưng mà coi ngày coi giờ để mà tản liệm Sợ gia đạo cái chuyện này chuyện kia Việc làm này quý vị làm không hiểu Mình thương người thân mình Mà tại sao mình không giúp người thân mình Được giải thoát Mà mình chỉ nghĩ cho bản thân mình Vừa mắc xong là coi ngày giờ là tắng liệm liền Những đức nói Giá chót quý vị phải niệm Phật 12 tiếng Niệm 12 tiếng Rồi muốn tặng liệm gì tặng liệm nó mới tốt còn tốt nhất 24 tiếng như chùa mình làm Việc này quá tốt Chứ bây giờ vừa mắt xong mình động đậy liền Mình có hiểu nên mình mới làm như vậy Bây giờ mình nghe mình biết rồi Quý vị biết con người vừa mới chết đi Là cái linh thức người ta là thức thứ 8 Là ai lại gia thức Cái thức khi đến nhập thai Và cái thức này khi chết đi là đi sau cuối cùng Là còn chưa đi Nên mình khi đụng đậy vào đồ đạc Và giường Và người người ta là người ta sẽ rất đau đớn mà tâm đau đớn nó nổi săn lên là đỏ liền Nên mình đẩy người thân mình Đi đọ lạc Sự khổ đau này lớn lắm quý vị Mình nghe mình hiểu rồi Mình giúp cho ông bà tổ tiên mình cho đúng Rồi khi mắc xong là Chúng ta đều làm đồ chai, đều đãi đồ chai Đều là niệm Phật xuyên suốt Trong bà tổ tiên mình cho đến khi đưa đi chôn Hoặc đưa đi thiêu đều niệm Phật hết Rồi mỗi từng thắt rủ người đi đến niệm Phật Lễ Phật Phóng sanh Chúng ta là con cháu phát tâm ăn chay trường 49 ngày cho ông bà cha mẹ Hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình Mỗi năm đám dỗ cũng đều làm chay y gan gì đó nhá, Dặn dò vậy đó Thì quý vị làm điều này rất là đúng 100% đúng 100% đúng Con cháu mà làm điều này là gia đạo bị rất là tốt Có nghiệp chướng nặng cỡ nào cũng chuyển nghiệp Vì cái việc làm này quá đúng Quá đúng 100% là đúng Quý vị cứ làm đi nó Bây giờ mình đem công đoạn này, mình chia sẻ cho nhiều người nhận thức mình tưởng nhớ ông bà cha mẹ mình toàn sát sanh hại vật không Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi Cái ngày đó người ta chúc mừng mà ta đem mình đi giết để bằng thịt ăn Quý vị nghĩ sao Quý vị mừng không Bao nhiêu con người người ta mừng vui một chuyện gì đó Mà tự nhiên người ta đem chúng ta nè Người ta đi bằng thịt ăn quý vị mừng không Bây giờ ngày của ông bà cha mẹ mình mất đi Hoặc là ngày đám dỗ Ngày bằng từng của ông bà cha mẹ mình Mình đem bao nhiêu con vật để mình giết mình ăn thịt Quý vị nghĩ tốt không Sao mà tốt nên tại sao đám cưới mà người ta không được hạnh phúc lâu dài vì ngày đám cưới nó sát sanh hại vật quá nhiều. Ngày chúc mừng mà toàn là con vật chết. Thì coi con gà, con heo, con chó, con vật có bao giờ nó đem cái mạng nó đến nó đưa cho mình giết nó đi không? Không. Nhưng do mình dùng sức mạnh mình giết nó mà nó phải chịu. Hiểu được nguyên lý này rồi là cái việc mà sát sanh hại vật là không đúng nguyên lý. Nên cái việc ăn chay phóng sanh là một cái việc rất từ bi trong nhà Phật dạy. Đây là cái việc cầu an, cầu siêu. Và cái việc mà cầu cho quốc thế dân an. Nên ăn tổ ngày nói một câu rằng. Muốn cho thế giới hòa bình. Từ khi nhân loại đồng tình ăn chay Cái tâm ăn chay là cái tâm thiện. Khi người ăn chay rồi người cũng hiền bớt đi nữa. Người sẽ hòa hợp gia đạo sẽ bình yên. Nên những việc những Đức chia sẻ đây. Là một cái tâm quyết rất chân thật. Để cho tất cả những người. Hiểu được cái ý nghĩa của Ngài Đám Dỗ gỡ đến ông bà tổ tiên mình những công đức phước duyên thì ông bà tổ tiên mình được nhận quý vị ơi ông bà tổ tiên chúng ta khổ lắm còn đỏ lạc gì mình vì con cháu như bản thân mình giờ vì con cháu mà mình tạo bao nhiêu nghiệp chướng đấy chưa ông bà tổ tiên mình cũng vì con cháu mà tạo bao nhiêu nghiệp chướng bây giờ ông bà tổ tiên mình chưa siêu thoát đang đỏ lạc trong gia đạo chỉ cần có một đứa con cháu biết tu thì ông bà tổ tiên mừng dữ lắm rất mừng nếu mà nó dạy được cả gia đình mà biết tốt làm chay Niệm Phật hồi hướng thì cái việc này ông bà tổ tiên mình rất là mừng Người ta đang chờ đợi mình từng chút Tặng cho người ta một chút công đức phước duyên kìa quý vị Để người ta được siêu thoát kìa Quý vị nên làm điều này đi quý vị Một trăm điều này tốt dữ lắm Rất là tốt Những đức nói cha mẹ mình mà mắc nghe Bộ phận làm con mình những đức nói Hiểu rồi đi vô chùa Niệm Phật như vậy ở 49 ngày tu Dù đi về người ta có đuổi công việc Bây giờ cũng vui lòng Lương tâm mình cũng cảm thấy thoải mái vì mình làm một cái gì đó Cho ông bà cha mẹ của mình Đó là một cái tâm hiếu đó quý vị Bòi gốc để được thịnh vượng gia đạo Nó nguyện tam bảo gia hộ cho nhiều người được nghe công đoạn này Để mình hiểu được cái tâm báo hiếu báo ơn Như thế nào là đúng Đừng có theo tư tưởng thế gian không hiểu Mà mình làm sai từng đời Cứ nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình ăn mặn Bây giờ phải cúng mặn Ông bà cha mẹ mình ăn mặn Ông bà cha mẹ mình không hiểu bây giờ mình là người nghe đạo hiểu rồi mình không có tiếp tục làm điều này nữa để cho ông bà cha mẹ của mình phải đọa lạc không có ngày ra vì biết rằng có những khi mà làm trai mà có những hương linh nhập vô ta nói tôi ăn mặn mà tại sao cũng trai chúng ta không cần nghe lời đó là những cảnh giới quỷ thần chúng ta không quan trọng tới chúng ta cứ làm đúng như việc làm của mình tốt đi hồi hướng cho người ta đi tức khắc người ta biến mất liền không bao giờ lại dám đến quấy rầy đâu yên tâm Việc làm này mà 100% Là đúng không có sai đâu quý vị Nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị Ai cũng là người hướng thiện làm tốt Làm việc đúng đắn lợi ích cho ông bà cha mẹ tổ tiên Những điều như Đức chia sẻ đây chăng thật hết lòng Để quý vị làm được tốt Và chúng ta tính nguyện niệm Phật kiên cố Niệm cả đời Để hướng về thế giới Tây Phương cực lạc Từ người sống cho tới người chết Từ hương linh thai nhi Đều nghe tịnh độ niệm Phật Buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ Để mà niệm Phật vì cuối cuộc đời có người ai cũng phải chết một lần Chết đâu phải là hết Nên chúng ta cần phải chọn một con đường đi đến tốt đẹp Dù giàu sang phú quý cỡ nào Nhưng một hơi thở thở ra không hít vào Quý vị cầm cái gì đi theo trong cuộc đời này Quý vị hãy để ý đi Tại sao không tạo cái mà cầm theo được Phước duyên là chỗ cầm theo được Tại sao không tạo Có nhiều người không hiểu cứ nghĩ rằng Bây giờ còn sống Có sức khỏe, có tiền sống ăn chơi đi Mai muốn chết rồi sao ăn chơi được Suy nghĩ này tiêu cực lắm. Chết nó đi đọ lạc càng thấy thảm kìa. Chứ đâu phải chết mà hết đâu. Nếu chết mà hết vậy thì tu làm gì? Chết mà hết thì sao nói lục đạo luân hồi? Chết mà hết thì sao có hương linh, có ma nhập dựa Hết rồi sao có? Nó còn lục đạo luân hồi, nó còn xây chuyện nghiệp chứ. Tạo nhân gì gặp quả báo nấy, tạo nghiệp gì thì gặp nghiệp quả nấy. Chánh đi để tu phước tu duyên, nhân đức à... Ngồi nói chuyện với các chú Những đức Hỏi các chú Vì sao gọi là ngày gầm? Câu này cũng rất nhiều người chúng ta thí dụ như ngày 14, 15 ngày gầm Thì Mình nói ủa vì sao Ngày 14, 15 là nói là ngày gầm Là sao ta Con người ngày 14, 15 phải đi chùa Thấp nhang đồ này kia Rồi tại sao gọi 14, 15 đồ ngày gầm, gầm lớn Gầm nhỏ Thí dụ như Mỗi ngày gầm nhỏ Là nhắc nhở nhỏ Gầm lớn Là nhắc nhở lớn Thí dụ như có những ngày gầm lớn Nhất định mọi người người ta phần nhiều đa phần đi ăn chay hết gầm là gì gầm là đang nhắc nhở nhân sinh bây giờ chúng ta nói xác thực nhất đi quý vị để lợi ích cho con người đi chùa gần gũi nhất đi phan hả nói về những cái cao xa vì ngày đó quả đi cầu sao sao gì khỏi phan đi hãy nói gần gũi nhất của con người khi được đi chùa ngày gầm cho những người mà người ta không hiểu người ta nghĩ đi chùa ngày gầm thấp nhang cái cầu sinh này kia gì thôi rồi về người ta dẫn tính nào thật nấy Dẫn đi làm ác bình thường Thế vì phải nhớ rằng Cái chữ gầm này Là nhắc nhở Giống như là dọ những con người làm ác Những con người bất hiếu với cha mẹ Những con người bất hòa với anh em Những con người á Bốc lột sức lao động của con người ta làm công cho mình Con người không biết thương người tìm bao nhiêu thủ đoạn để hại người. Chỉ biết lợi mình, mặc kệ ai khổ đau. Cha mẹ sinh nuôi không lớn, không biết phụng dưỡng cha mẹ. Vợ chồng sống với nhau mà lại thiếu tình nghĩa. Lúc còn đẹp thì thương nhau mà vừa xấu bệnh đau thì bỏ phế. Sống thiếu tình người. Anh em cùng mẹ sinh ra mà lại dứt dành của cải làm nhiều điều sầm bại nghĩ nhiều điều ác thì ngài gầm là nhắc nhở cho con người xấu ác nên sửa đổi lỗi lầm đi sửa đổi lỗi lầm hướng thiện đi hướng đến điều tốt đẹp đi nên sửa đổi lỗi lầm đi còn sống nè nghe đạo được nè nên nhắc nhở mình sửa đổi lỗi lầm đi chữ gầm đây là sự nhắc nhở còn một con người mà không nghe thì Dọ họ phải sợ Để quay đầu hướng thiện đi Nên dùng chữ gầm Giống như có những mối đạo Người ta dùng chữ sấm Giảng Cũng là sự nhắc nhở Một lời mạnh mẽ nhắc nhở người đời Hướng thiện tốt đẹp đi Còn gầm lớn là gì nhiều người gầm lớn là phải ăn chay dù ngoài đời người ta không có ăn chay trường người ta cũng phải ăn chay gầm này gầm lớn đó nghe ăn chay đi đó. giống ngày này là ngày hiền thiện đó nghe nhắc nhở cái người hiền thiện đó ăn chay nghe đi chùa nghe Đó biết không nên phật giáo nó đều có lợi ích cho thượng trung hạ bậc hạ nhất cũng được lợi ích nữa lâu lâu đi chùa cũng được gieo duyên để tăng thêm tính tâm từ 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 rồi có những nhân viên đi đến chùa gặp phật cái tự nhiên nhớ lại bản thân của mình đã có cảm giác cái phật pháp đó là nuôi dưỡng thiện căng cho họ có những người tự nhiên ta đi đến chùa gặp phật cái sau này ta đi tu luôn gặp tượng phật cái là đi tu luôn vì nó phát triển cái chủng tử nhân viên của nhiều đời nhiều kiếp nên quý vị có rất là nhiều chúng sinh cái ngày gầm lớn rồi ta đi chùa đông đúc thiệt là đông đúc Ví dụ gầm tháng Giêng, gầm tháng Tư Gầm tháng Bảy, tháng Mười đủ này kia Thì chùa rất là đông Đó Nên được sự nhắc nhở Nhưng nhắc nhở thù thắng nhất Là giảng thuyết cho họ nghe Nên chữ gầm đây là nhắc nhở Là từ bi đó quý vị Nhắc nhở những điều thiện, điều tốt Khuyên những con người sống giả dối Sống xấu xa Sống ác bất hiếu với cha mẹ bỏ rơi cha bỏ rơi mẹ không phụ dưỡng cha mẹ lo làm ăn kiếm tiền bạc mà quên ơn bội nghĩa có tiền bạc thì thay đổi tính tình gọi là giao đổi bạn sang đổi vợ ngày gầm đây là nhắc nhở những con người đó nên quay đầu hướng thiện đi những con người sống giả dối nên sống lại tốt đẹp đi đây là sự nhắc nhở phải sống tốt đẹp nên ngài gầm những đức nhắc nhở quý vị là đi chùa phải nghe giáo dục phải hiểu được nguyên lý thì sự đi chùa quý vị lợi ích rất là lớn như chùa mình ngày nào cũng gầm hết vì sao vì ngày nào cũng niệm phật ngày nào cũng được nghe pháp Hàng phật tử ngày nào cũng được nghe những đức chia sẻ phật pháp là gầm chứ gì là nhắc nhở chứ gì quý vị công nhận không bây giờ quý vị chuẩn bị buồn ai giận ai trách ai muốn hại ai bị nghe bài pháp cởi mở tâm tư không làm nữa là gầm phải không bị đang buồn phiền rồi nhắc nhở bị phải là gầm không đó. rồi ngày chủ nhật đều giúp cho bị vui vẻ phải là gầm không rồi nhiều người chuẩn bị bỏ vợ bỏ chồng đi nghe cái vợ chồng xung hợp phải là gầm không đó. rồi nhiều người bắt hiếu với cha mẹ nghe pháp cái tự nhiên mình thấy mình có lỗi mình muốn phụng dưỡng cha mẹ phải là gầm không là nhắc nhở thì công nhận không những điều như đức Niêu đây là xác thực nhất chúng ta phan nói xa quá nó xa quá không làm được gì bây giờ xác thực con người đi xác thực nhân sinh nhất đi để được lợi ích mấy chú sẽ làm cái đoạn ngắn này ý nghĩa của ngày gầm những đức giảng gần nhất luôn xác thực nhất vào con người luôn những đức phan hãy nói gì xa vờ quá vì cái phát triển được tốt đẹp là từ loài người tại vì chúng ta đang sống loài người loài người mà thiện tâm người tốt được nhắc nhở tốt thì cái vũ trụ nhân sinh này nhất định sẽ tốt mà còn nếu như chúng ta nói ở đâu vũ trụ nhân sinh xa vờ con người nó không tốt sao vũ trụ nhân sinh tốt từ trường của con người nó phát lên vũ trụ nhân sinh phải nhớ con người tâm địa thiện thì quả đi cầu này tốt nên nhắc ngay con người xác thực nhất ngay con người luôn Tất cả những điều quý vị làm nghịch lại đạo đức thì đó là ác. gầm là nhắc nhở quý vị nên quay đầu sống cái đạo đức lại đi. Tiền của vật chất của mình làm ra cực khổ ai ăn cắp của mình là mình đau lòng vô cùng. Vì thì mình ăn cắp của người ta người ta cũng đau lòng nên chữ gầm là nhắc nhở mình đừng nên ăn trộm cắp của người khác. Sửa đi, rồi quý vị biết rằng những đứa coi những công đoạn mà người ta lặn xuống biển quý vị người ta lấy những cái mũi chĩa nhọn bén người ta đâm cá sọt 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 vậy đó. rồi có những con cá nó, nó, nó bị gọi ngay con mắt nó nằm im gu ta lấy nguyên cái sắt nhọn quét người ta đâm ngay cái đầu nó xơm xuống bây giờ mình ăn chay mình cũng thấy đúng là cái nhăn cái quả này đáng sợ quý vị nên nhiều người đi biển đến một ngày nào tự nhiên chết kỳ cục lắm mà dù kiếm tiền được nhiều đi chăng nữa nghe quý vị mà tiền này không bao giờ dùng được gọi là bệnh đau sạch tiền mà quả tay sát thăng Rất nhiều người đi đến chùa Đã gặp trường hợp này Cái nghề sát sanh là không bao giờ tồn tại Vì coi Họ lặn xuống biển, họ bắt con này con kia vì Họ sơm sơm sơm, họ quay những công đoạn lên Rất nhiều người coi Nhiều người coi Hôm nay nhà Đức chia sẻ những đoạn này cho quý vị nghe Nếu như họ đủ duyên họ nghe Xin thưa quý vị, rất nhiều người đi vô chùa mình Những người Làm nghề biển Không có tồn tại đâu quý vị nếu như bị nghe bị không tin thì thôi Nhưng nếu sau này bị gặp sự cố gì Quay đầu hướng thiện Lúc đó phải cố gắng lắm đó. Cố gắng lắm Nên tất cả những người làm nghề sát sanh Dừng lại khi chưa có sự cố đến Quay đầu thì tốt dữ lắm Còn đợi sự cố đến mới quay đầu Khó không dễ đâu Được nhưng rất là khó Thấy họ lặn xuống biển mà hồi sớm 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 con cá Đâm con mấy con mà ừ, Con rẻ con này con kia rồi bắt con này con nọ có những con lấy cái mũi nhọn đâm vô cái đầu nó sơm vô vô nghe não đó. rồi sơm con cá dở lên gì thì giống như hình cụ dưới địa ngục mà đâm con người đưa con người lên đáng sợ chưa đó. rồi có một cái chú này trong chùa vì biết rằng 10 năm chờ siết điện cá bây giờ rút cái bệnh rút là theo những cái khớp tay khớp chân nó cung cung to, to to lên gì nè tay vú lên gì nè vì vú lên gì này? tự nhiên nó quấu lên gì nữa Y gan siết điện cá giật con cá Sửng người con cá lên Bây giờ bị nhân quả rõ ràng luôn 100% vì nhân quả Làm nghề sát sanh Gia đình năm heo Giết bò Bi thui Sát sanh hại vật Xin thưa với vị hãy chờ xem Không bao giờ tồn tại 100% luôn Không phải hù gì đâu Mà đây là gầm đó Ngày gầm lớn đó Nhắc nhở bị như gầm đó không? Nó đem đoạn này chia sẻ gầm đi để cho con người suy nghĩ kỹ đi. Rồi để họ nghe một cái đi, đờ, một ngày nào họ gặp sự cố nhé ông thầy đã đang nhắc nhở. Đúng là rõ ràng tiền kiếm nhiều mà không nắm nắm được. Tiền bạc bệnh hoạn, sách nhách mà gọi là tiền mắt thật mang và chết bỏ mạng. Người đi biển thì biết gia đình dòng họ ưa chết là vậy lắm. Tại vì sao? Vì sinh nghề tử nghiệp nó đang sống bình yên vậy Mình lỡ mình giết nó, mình bắt nó Làm cho gia đình nó phải tan nát Thì quả báo đến với mình, gia đình mình cũng tan nát Nên nghe vào pháp rồi Thấy đáng sợ lắm mấy vị Bây giờ mình thấy đâm mấy con cá trọt trọt Thấy tội nghiệp ghê Nó đang nằm bình yên vậy mà lấy cây nhọn đâm nó một phát Nếu như mình không tu mình cũng làm gì nữa Nên bây giờ mình đem những tư tưởng này chia sẻ cho người Tránh nghề sát sanh đi quý vị Hà Phật tử nên phát tâm ăn chay trường là dừng ác Còn bị phóng sanh là phát thiện thì sao ngày gầm nhiều người ăn trái trường Phật pháp thì thấy hay không ngày gầm nhiều người ăn trái trường còn phóng sanh nhiều nữa vì thấy cái thiện tâm đó đặc biệt lắm nên mỗi một con người chúng ta nguyên lý của chữ gầm là gì là nhắc nhở con người phải thiện con người phải sống tốt con người giữa con người phải thương yêu nhau giúp đỡ nhau con người với con người phải chân thật nhiệt tình với nhau con phải hiếu thảo với cha mẹ anh em thấy hòa thượng không được danh giật của cải nhau anh em ruột mà giành giật của cãi nhau Thì có người này thiếu đạo đức quá Rồi có người hiểu biết được rồi Mà đi hút chích xì ke ma tí Đi trộm cắp đi làm chuyện tà dâm Thì những việc này là không có tốt Nên gầm là nhắc nhở mình sửa đổi lỗi lầm đi Đó là xác thực chút Nhất trong nhân sinh Để chúng ta nghe để được sự nhắc nhở quý vị Nguyện Tam Bảo gia hộ Cho nhiều người được nghe Phật Pháp Tin sâu nhân quả, hướng thiện, sống tốt Cả đời chúng ta Sẽ học Phật, niệm Phật Và khi bỏ báo thân này đều hẹn gặp ở Tây phương Cực Lạc. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Đồng sanh về Tịnh độ.